anh nói sai rồi. Từ lúc đó là anh cảm thấy thương vợ, mà vợ nhịn ăn nhịn mặc để lo cho các chồng nhà con, cảm thấy thương vợ đó. Còn đàn ông mình thì đi ra thì cái chuyện mà trai gái rồi ngoài luồng sai, có lúc say nắng thì ok, ai có bạn đừng nói không thật mà. Đã chứ kể cả vợ anh ngồi đây anh nói thế, không bao giờ có chuyện mà không có được. Kể cả những người này nó thấp kém trong xã hội, nó có cơ hội vẫn cứ có chứ phải không. Còn như anh dân xã hội làm sao mà anh tránh được, nhưng mà anh phải biết được là ai là đấy. Ở vụ nữa anh 5 vụ em, anh thiệp đó là 1 quả nước 5 cái. Thật chứ mình về người nhà xếp bằng đầu, anh như sao được. Bây giờ anh em thấy đó, lâu lâu anh mới đi chơi đi bà tí với anh em nữa thôi. Còn tất cả các cuộc chơi rượu chè bia bọt ma túy này nọ anh không động. Không phải vì anh không dám chơi, mà vì anh nghĩ là bây giờ anh 3 thằng con rồi, mà vợ anh nó khổ vì anh rồi. Thật anh khổ được thì anh cay làm được, biết sao vợ con anh nó đi ra nó được người ta tôn trọng, mà nó thoải mái, nó không phải lo nghĩ gì được là anh vui rồi. Mình phải lo cho vợ con mình sinh nó ra mà, đúng không? Thật chứ, bây giờ thấy nhiều anh em chơi cái ba cái trò chơi trên mạng với nơi này nọ, anh thấy dại lắm. Ngủ người đánh với người đây mà nó đang lừa còn chẳng ăn được, đây là người đánh với máy ăn kiểu chi, đúng không? Mà cái đó thực chất thế này, anh Thái đã từng làm casino rồi, và người ta nói anh sang để mà đánh để mà rửa tiền đấy, nhà em phải hiểu rửa tiền tức là mình giả làm khách ăn cái nhóm trong khách đó, nhưng sau là ăn chia không đều không nước. Anh đi sang anh chơi mà nó không cho anh xứng đáng, anh không nước luôn. Từ đó anh tách ra khỏi casino, anh bỏ luôn, anh quẹt luôn, anh lấy lại. Nhưng còn anh đã từng làm casino, anh em thấy rồi, anh đã chụp rồi, anh có cổ phần 100% rồi. Còn đã nói casino là bịp 100%, nên nhớ vậy, anh em phải hiểu vậy. Đừng có nghĩ là chơi hai con bài rút đặt bàn đó mà không bịp được, không có. Cái casino nào vậy, kể cả sang Singapore vậy, mọi người cứ thử sang coi, bước chân vô coi có ra không. Nó mê như kiểu mà mình chơi ma túy ấy, nên là đừng có dại gì, nói thật khuyên anh em đừng có dại. Anh đã mất ở bên cam này, chơi của anh làm đây này đó, mà anh cũng bị, mà không biết bị như thế nào cả. Thì anh em đừng có ham ba cái đấy. Bài bạc như nói chứ anh làm cũng nghề bài bạc thôi, nhưng mà anh cũng khuyên anh em như thế, chứ chẳng ai làm bài bạc mà khuyên thế đâu. Nhưng mà anh là người đầu tiên đấy, thật sự đấy. Bài bạc nó bạc thì ở nhiều cái trò bịp lắm, con người dân giỏi tay nó giỏi, nó phải hiểu vậy. Anh đây không phải là anh chơi bài bạc, anh chơi hết, nhưng mà khi tự tin vào bản thân quá thì bị nó bịp thôi, nó bịp qua mặt không biết được đâu. Bịp thì anh nữa, nó kéo bát đẩy này, nói chung là trong cái casino, tất cả casino nó cho mình không biết là trong ăn uống là cái gì ấy, hay trong cái hơi nó ra thì không biết, nhưng mà con người vô đó cuốn đánh gọi là ngu đần người luôn. Đi trại lần đầu tiên kể làm gì em, oai tài gì không trại đâu. Chứ anh thì để anh va chạm sóng gió nhiều rồi, cái việc va chạm anh chẳng ngại, anh chỉ sợ vợ con anh khổ thôi. Bản lĩnh anh có thừa mà. Anh đi hai quả rồi. Thật chứ đi trại là một cái vết nhơ, đừng có ai tài. Mình không nên đầu độc anh em để làm cho cái tư tưởng anh em ở trong này, cho những cháu trong này nó đang còn nhỏ, nó sẽ bị đầu độc về cái đấy. Không ai tài, không số má gì, không trại đâu.
thật sự luôn. Đến anh đi trại, anh em cứ gọi tất cả anh em trại, bất kể cái trại nào ở Nghệ An, tiếng anh người ta nghe, người ta từ cán bộ đến từ nữa, người ta phải tôn trọng anh. Thật mà, người ta tôi đều tôn trọng anh, nhưng mà anh là vẫn sợ đi tù là một nhà biết, nên là đừng có ham. Thật luôn. Chứ anh em là bây giờ là mong sao là anh em mình ấy là cố gắng học hành xong đó, đi nước ngoài đi làm ăn để về xây dựng quê hương. Còn chuyện tù tội đừng nhắc, đừng ngon. Chả mấy ai mà đi tù khôn được đâu. Một mớ đi tù nó ngu cả. Thật. 100, 1000 thằng thì tái, 100 thằng thì tái mất mẹ 95 thằng này. Không có ai gì đâu em. Mà nó đã có cái vết chơ rồi là cứ quay là cứ dính nhá. Cứ ở nhà chứ. Nên tốt nhất là đi bên nước ngoài làm ăn. Thật. Nước ngoài đây này, khi mình có cái uy tín rồi thì mình đi đâu mình làm được ở nước ngoài. Giống như anh sang đây, anh mới sang đây làm, nhưng mà để có những người làm cả năm 2 năm trời bên đi vẫn không uy tín bằng anh. Anh em họ vẫn tìm đến anh để mua bóng đèn, để được cái sự là vừa là ưu ái vừa là sự đảm bảo. Chứ có những người, người ta nói quảng cáo, người ta bảo là ok bảo hành 5 năm đó, nhưng người ta bán xong rồi, người ta làm ăn thua lỗ rồi, người ta đi rồi, thì có ai bảo hành được cho không? Đơn giản. Nhưng anh Thái là anh làm cả Lào, Việt, ở Lào và Việt Nam, rồi là cả Thái Lan đây, dường như là ở 3 nước là chính rồi, không thể bỏ được. Chị thì vợ anh thì oai rồi, vợ anh thì đập anh thủng tai chứ, anh có khi anh đập vợ đâu. Anh bị vợ đập mấy lần rồi mà đập thủng màng nhĩ luôn. Vợ đánh ghen đập thủng màng nhĩ luôn, anh nói là anh em tin. Tát cái mà máu ra luôn, mà cả tháng là nước chảy vàng thì cứ phải nằm nghiêng như này. Uống kháng sinh với nước mà ù hết tai. Khi đó anh sai. Anh sai chị ghen nên là thôi ngồi cho chị đập. Vì khi đó chị có mang. Chứ sợ lắm. Nói về chứ có mang về lỡ ảnh hưởng đến con người đến này nọ. Thôi ngồi cho chị đập. Những cái mà chị đã chỉnh xong. Khi đó không có Hồng Nhất cho đập. Thật ra mình sống là anh em cứ sống đàng hoàng tử tế, tạo mối quan hệ sự tin tưởng xã hội thì đi đâu cũng làm được, làm ăn được, đi đâu có anh em ủng hộ cả. Kể cả như anh mà giờ sang Cam hay là sang Singapore hay là sang Philippines hay là chi, anh làm hết. Có chỗ nào anh làm được, người ta làm cả năm trời, 2 năm trời, anh chỉ cần sang anh làm 1 tháng là bằng hơn người ta làm. Anh dám nói vậy, anh có những cái cách làm. Thế có người sống là không chi bằng cái uy tín bằng nữa đâu. Chị đập xong về lấy chân giữa đập lại. Lúc đó chị có mang ấy. Chị đập thì phải ngồi cho đập. Kinh nghiệm chế bạc thì anh làm chế đó thôi, cho vay với lại nữa đó thôi em. Thu thuế với lại nữa này nọ thôi. Trước anh định lấy mà vụ bắn, cái vụ bắn công an đó nên người ta không cho lấy nữa. Anh là ở đâu em? Vụ casino ở đâu em? Chào Sabadi nha. Ok em PVA. Thật chứ anh nói là nói đúng đấy, nói cái chân tình đấy. Anh đi chạy ra thì các em có lẽ một trong số các em coi cái video anh cả mấy trăm người đón nó rồi. Nhưng anh chưa bao giờ là lấy cái điều đó để mà nếu cả để nó tặng.
tất nhiên anh em người ta quý mình, người ta thương mình, người ta đi đâu đó rất cảm ơn người ta. Anh vẫn chưa có cái cơ hội để mà giúp đỡ tất cả những số anh em đó đi đón anh đó, nhưng mà anh chưa bao giờ anh tự hào về cái điều đi trại cả. Anh sợ, rất sợ. Người người là sống được ở ngoài để sống với gia đình vợ con làm ra tiền là suy nhất. À, cái vụ khủng bố nó thì nói được anh định lấy nhưng mà nó đang đòi đắt quá anh không lấy, nhưng không phải là cái vụ Gia Lai đấy. Bởi vì anh đang làm nó chuẩn bị khai trương rồi em, anh làm nó chứ. Anh đi trại có bị đấm không? Em hỏi rất ngất. Cái tầm như anh mà là ai đấm thì có lẽ. Anh bình thường thôi nhưng mà không phải là tầm thường đâu. Chi anh chơi được, sau khi bài học chi anh chơi được, đánh nhau anh đánh được. Cỡ như anh mà nói mà để người ta đấm thì có lẽ cũng hợp. Chào Kiên Nguyễn nha, anh chào em. Chủ sới bạc cần có kinh nghiệm gì á? Thứ nhất là cái sự uy tín em này, thứ hai là đảm bảo được cái sự gian dối cho khách của mình ở trong đó này, thứ ba là phải có tiền bơm này, thứ tư là phải có cái uy tín để mà đi triệt nợ mà lấy này, chứ không bơm ra là nó chạy này. Làm sới không phải dễ đâu em, không hề dễ. Anh trước anh làm ở Việt Nam, anh làm bao nhiêu năm rồi, nhưng giờ pháp luật ở Việt Nam nó căng quá. Anh làm thì anh đi nước ngoài anh làm cho anh em, mà anh không phải là mỗi chơi với nữ mà anh làm kinh doanh được tất cả các loại kinh doanh, anh bắt nhịp nhanh lắm. Anh tên Thái em, Bình là bố anh, em chào Thái mà không sao cả, coi như chào bố anh được. Cảm ơn Kiên Nguyễn nha. Hải sản mà để bán từ Việt Nam qua Lào là không nên em, vì đồ Thái Lan nó rẻ. Thái Lan rẻ, Lào người ta đưa về Thái Lan nhiều rẻ lắm. Rồi đồ Trung Quốc nữa, nó dễ. Lào là cái đất nước nó nhập hàng hóa vô nó dễ. Em làm cái gì ở Lào có hỏi anh? Người làm ăn đấy, làm gỗ thời điểm đi là Lào cũng không nên này, mỏ quặng không nên này, vàng không nên này, vàng là thằng trước lừa thằng sau này đó, quặng là những người người ta làm giấy tờ khai thác thua lỗ rồi lại lừa bán những người này người nọ này, gỗ thì xuống này, hàng không còn đẹp nữa, ngày xưa là nhiều hàng đẹp này đó, tiền thì giờ Lào mất giá này, người ta bỏ gần hết rồi, chỉ muốn một số ở bên Lào là làm được thôi, còn nhưng không phải ai làm được. Nhưng ngày xưa là nói hàng trăm nghìn người thì không tới, nhưng mà hàng chục nghìn người ở trên châu sang đó để làm ăn buôn bán là có. Giờ người ta bỏ cả rồi, giờ người ta kéo sang Thái rồi sang nữa, nhưng mà ngày trước là người ta đi Anh đi Đức, nhưng bây giờ người ta đi Thái hết. Thái giờ người ta trồng bên Anh sang Anh người ta chạy cả hơn 1 tỷ bạc người ta sang người ta trồng cây đó thôi. Giờ sang bên Thái có mất đâu, và sang bên Anh là cả năm trời đỏ với lách lại vốn. Mà có những người làm vô mẹ bị nó cướp nó đập cho, rồi là bị công an bắt nó nhốt cho 5-7 năm để về. Bên Anh đâu có hợp pháp đâu, tức là trồng trộm. Quặng sắt thì nó đa dạng, nhiều cái làm được nhiều không, nhưng mà nói với anh em này, mới tập tuệ mà không có cái tiếng tăm đừng có nên bước vào làm mỏ quặng bể. Một cái mỏ mà nó lừa hàng chục người vào bể thật luôn. Nó làm mà ăn thua lỗ không được là hắn lừa, là bảo còn thiếu một tí nữa giấy tờ thủ tục xong rồi giờ đầu tư chung vào, sau là bể Lao là nó lừa nhau vay cả.
mà lừa như thế là không làm gì người ta đâu, nó lừa quá đẹp. Biết châu anh ngày trước là đa số là đi Lào hết mà giờ bỏ là biết. Thật mà giờ sang Thái làm cái thời gian sau thì mình không biết, tương lai thì chả ai biết được điều gì cả, không ai biết được điều gì cả. Nhưng hiện tại thì cái thằng Thái Lan, đất Thái Lan thì là ok, đang làm được, vì cái chi phí anh em đi sang có 1,5 triệu là đến đây thôi, 1,5 triệu thôi, đúng không ạ? Mà sang đầu tư vô ví dụ 5-7 người làm một nhà như thế, đồng hợp pháp bán, tuy là giá nó có thấp hơn ở bên anh nhiều đó, nhưng mà nó cái độ an toàn của nó là tuyệt đối. Thái Lan thì em cứ lên xe ô tô là đi thôi, còn anh em thích cứ qua trồng thôi. Bữa anh sang Singapore anh em cho sập luôn. Bữa anh biết vì anh em bảo uống cái nước vui chơi cho vui, thì anh nghĩ thì nước cái ai biết một tí nữa ha, hất bỏ kẹo ăn hòa trong thì hắn làm cho sập luôn. Nên anh nhanh chạy về, anh đâu thôi để cái đầu óc anh làm ăn cho anh, không bao giờ anh muốn chính vào cái này cả. Tất nhiên anh em đón tiếp mình vui, họ quý trọng mình, họ muốn cho mình một bữa cho thoải mái vui chơi, nhưng mình không nữa được, chứ cái đó vào đầu óc đâu có làm gì đâu. Năm 2012 2010 là anh chơi xuyên ngày xuyên đêm, nhưng mà thấy mất thời gian, mà thấy bố mẹ tự nhiên khóc. Có lần là bố đi Lào sáng mai dậy 4 giờ sáng đi Lào, anh chở bố đi, bố dặn là đêm chưa về chở bố đi Lào, là chở bố lên cái là bắt đầu là 10 mấy đứa cả trai cả gái về trong phòng á, là bật nhạc kiểu này, bật nhạc lên bắt đầu là nằm là bơi trong nhà, mà bữa bố lỡ cho xe đi, bố lỡ xe đi Lào nên là bố lại nhờ xe lai nước trở về. Về nhà là bố thấy cả trai cả gái là ngáo ngơ nằm là bay lắc là bơi nhảy trong, thì bố ra ngoài phía sau bố điện nhắn mẹ bên Lào, bố khóc thì bố nói là thằng Thái nghiện ngập rồi, bố khóc. Mà vô tình thì anh ra anh đi tiểu thôi, thấy bố khóc là lúc đó mình suy nghĩ một cái khác ấy. Mà trước thằng Luân hắn chơi một tí cỏ mà anh nắm đầu anh đập, anh cắt cạo trọc hết cả đầu, thì anh nghĩ bây giờ mà anh cứ ra đi thì sau đi làm sao nói được nó được. Mà khi đó là thằng Luân đang bị dính cái án đánh nhau á, nó đi chưa về, và thấy bố khóc như thế tự nhiên là anh bỏ luôn, anh quyết tâm anh bỏ thật luôn. Chứ chơi cái đó vào con người nói với các em chứ đừng muốn nên thử một lần là nó sẽ lần thứ hai à, nó hay mà nó cuốn không ra được. Nhưng mà sau này chơi mà đến khi động nghiện rồi, nghiện ngập rồi thì mới chả thấy ra gì đâu, không thấy vui vẻ, không thấy gì đâu, nó phá hủy hết đấy. Bố anh khóc mà anh thay đổi đấy, còn ai không tin cứ hỏi bố anh ấy, hỏi những cái người mà chơi với anh. Thấy bố khóc là thế thôi, mà anh mất hơn 1 năm trời anh chơi vào trong cái đó mà anh không làm gì cả. Mà thời điểm đó nhá, một ngày anh làm ra 200-300 triệu bạc. Năm 2012 ấy, mà chơi hết, làm tất cả các cuộc chơi bay nhảy chơi bời đó nhá. Mày nói nhá, một đêm là cứ mua hơn 100 triệu bạc thì nó to lắm. Thế nên đất đai cái thời điểm đó có 100-200 triệu bạc một lô à. Anh làm mức độ rồi anh em khi chơi vô rồi tình cảm ôm nhau nhảy rồi là ngáo rồi là thề thốt gấp lắm. Có những thằng chơi vô rồi ngáo rồi xin kết nghĩa anh em rồi thề non hẹn biển, em chỉ là em của anh thôi, suốt đời là em của anh thôi, thật sự nó như vậy. Thì chơi vô nó đẹp lắm, nó hay lắm, nhưng khi hết tiền rồi cũng chơi nó rồi nó phản nhau à. Người ta bảo tình yêu thuốc lắc nó vậy đấy.
đời Thái cái gì trải rồi chứ không phải là không trải đâu. Thế con thợ này này, thợ Hàn sang làm đây này, anh cấm rồi này. Bữa trước là mấy thằng là cứ xách vỏ đây là hút đây này, bay làm là bây giờ là đi làm để đưa tiền về vợ con. Chứ bay sang đây làm được mấy tháng là về với nghiện cá này, rồi cuối cùng thì hơn tao không được thì mang quán người ta trách. Thật mà mấy thằng đây đi đấy đâm trồng cỏ nó săn, để tí nữa anh nói thế nó về anh lấy cọc bọc cho một coi cải yến mà không mất tiền đâu. Đang nằm đêm là cứ bật nhạc với loa mấy cái lần hôm qua là anh thu hết máy cả. Còn anh mà lúc mơ mà cứ sang đây làm chơi là anh đuổi về, anh mới nhiều. Chẳng thà là như kiểu dân chơi sang đây nó tiếp đón nó khác. Với cái thằng bây giờ đang đi làm thợ Hàn tự xây với đồ chưa có cái gì mà cứ đòi nghiện rồi. Phải lo cho vợ cho con chứ, đi làm có đồng tiền gì. Đấy, nó ngồi đây nằm trong phòng gặp Hoàng đó. Mới nạp cho Hoàng đó. Đi về là thấy hai ba thằng là chơi là đeo tai phone trong tai là bơi như kiểu là không em thử Hàn là anh đưa quá nhiều rồi, gần 20 người rồi. Chứ ăn uống thì có thiếu một cái gì đâu, cậu ăn tẹt mà. Anh có thiếu đâu, bia cũng cho uống nhưng mà chỉ uống buổi tối thôi, còn ngày làm chưa không cho uống. Uống lựa ra làm bổ đó là khổ. Mình trồng là trồng hợp pháp để bán cho người ta chiết xuất ra thuốc tây với nước thôi, nhưng phải là làm để bán cho những con nghiện nên thì khác khi mình đi với nước. Thật chứ, như anh bây giờ anh có điều kiện nên mình chẳng dám chơi đây. Bây giờ anh em nó đã có đâu, mình phải hướng cho nó để cho nó hiểu. Nói nó kể cái chuyện ngày xưa đi bốc vác mà nó không tin đấy. Anh 203, 204 đi học xong cấp 3 là đi bốc vác từ Quảng Trị là vô đến Sài Gòn đến Tiền Giang về hơn một năm rồi. Nói bốc cái bình thì những ai mà làm cà phê rồi nha, 203, 204 làm cái cà phê ở Quảng Trị chỗ công ty cà phê Thái Hòa biết rồi, cái bì đây nó của nó 181. 181 ấy, vác cả ngày. Anh quan khen quân Thái đây làm mà mấy thằng bốc cái xe phân mà có một tiếng xong. Anh nói một ngày anh bốc, cái thời anh bốc vác ở trong Sài Gòn nữa, anh bốc với lại Quảng Trị một ngày bốc mấy trăm tấn, nói ngay tin 6 người đến 8 người mà bốc cái thời điểm đó là một tấn có 4 hay 5 nghìn thôi. Đúng rồi, mà bốc như thế nhưng mà như bây giờ mấy chục nghìn đó. Bốc mà có khi bốc đạn này, phân đạn bắn cháy đây này. Có những thằng là đi xuống dưới tàu ấy nhỉ, xuống dưới tàu là cái tàu mới mở ra vừa xuống anh ngất bổ đùng luôn. Thằng khác xuống cứu cái bổ luôn, sau bắt đầu phải đeo mặt nạ chống độc với nữa, bắt đầu phải mở hầm ra thông gió bắt đầu xuống đường. Thời đó khổ. Thì bốc vác rồi làm công nhân trong Sài Gòn, cũng làm công nhân vô cái nhà máy làm xe đạp này cho Đài Loan này, làm đủ hết rồi. Sáng là ăn mì tôm là ra ngoài bờ, ngoài chỗ người vườn nhà hoang của họ là có cái con rau muống tím mọc bờ ấy, ăn không dám ăn đâu đấy. Đúng rồi, anh bơi qua sông Sài Gòn rằng em biết rồi đó. Đang em biết rồi, vụ như là anh đánh người ta đánh bạc ở trên tàu ấy, thì cái đội mà đội gọi là TPC gọi là biên phòng ấy là đến bắt anh, là anh bơi từ quận 7 mà sang đến Đồng Nai, sông Đồng Nai đến Đồng Nai luôn. Nói không ai tin, còn có những người ta ở trong thì người ta biết. Đúng rồi, cái thời điểm đó một tấn 4.500, đúng rồi, và một ngày là bốc 400-500 tấn, không phải là ít đâu. Cái tay mà ngày xưa mà nói giờ mà rờ vú vợ hay là rờ ai cái ạ thì có lẽ hết hồn luôn. Tay hết chai còn cứng, cái con ngoắc này bốc một ngày cả mấy trăm tấn, khổ lắm. Nhưng không phải là nữa đâu, nhưng mà anh khổ, nhưng mà anh làm việc gì anh
chăm chú anh làm lắm. Để một cái việc dù việc gì nhất anh làm tốt tốt. Từ ngày xưa giờ anh làm bất kể việc gì, lao động chân tay anh làm tốt hơn mọi người. Thật sự luôn, vì anh có ý thức làm việc. Anh vào cậu mà trong cậu Chiến của anh ở trong Gia Lai, cậu nếu vào trong trồng cà phê ấy, mà ngày xưa là đào cái gốc cà phê mà cứ sâu xuống khoảng 25 phân thế này, mà quanh khoảng 1,5 mét thế này, mà người ta đào một ngày được khoảng 20 gốc thôi, mà anh đào hết được 50 gốc mà cậu hết hồn. Khoảng 10 đào sâu quá chết hết cà phê ra rồi, người ta đào 25 phân nhanh đào thì chứ làm còn gì. Mà đập cái nhà 3 tầng mà một mình anh đập xong xuống, anh đập nát, anh đóng sò lại trong vòng khoảng 1-2 tuần thời anh chịu khó vậy. À, anh Tùng nữa đó, em có cái Tùng, anh Tùng Cà Bang, cái phê anh Tùng Cà Bang đó, Tùng Cà Chọi à? Anh sinh năm 83, em nhiều tuổi rồi. Nhớ đời anh khổ nhiều rồi, kể ra thì có lẽ anh em không tin thật. Đúng là anh thời nữ đi bốc vác xong rồi làm công nhân rồi đập đánh nhau một năm mà anh thay công ty mất 6-7 lần, công ty làm được tuần. Thật đấy lắm. Rồi sang Lào giặt, sang Lào làm ăn là đi bán từng quả trứng vịt lộn, đạp cái xe Phượng Hoàng đó. Hai số trứng ở phía trước, một số dựng ở phía sau, cộng hai số treo hai bên đó, rồi mấy đùm treo nữa, một ngày bán hết từng nữa là mấy nghìn trứng nữa là phải ít đâu. Ừ, ngày xưa anh bốc vác đó là có ông Danh người quận 4 đó, ông làm người bốc vác đó là ông thương hình đó. Như khổ anh khổ nhiều rồi. Cái thời mà anh với Luân sang đi bán trứng vịt lộn đó, mọi người dậy 3 giờ sáng anh nó phải dậy rửa trứng vịt lộn để cọ, để cho em nó luộc, cho em nó dậy nó đi luộc rồi đi bán rồi. Anh ngày xưa khổ đấy đấy. Sau rồi đi lên dần dần bán từng cái kẹo cao su, Luân bán từng cái kẹo cao su ở bến xe, rồi là nhảy tàu nhảy xe, rồi bán từng cái đồng hồ. Khổ lắm chứ không phải là như bây giờ đâu. Cái chịu khó thôi, nó chịu khó lắm, Luân nó chịu khó, em gái anh nó chịu khó thôi, nó cả nhà anh đi bên Lào mà. Thời anh đi buôn trứng được thời gian là H5N1 đó, đang đưa trứng ở Việt Nam sang để bán lời mà H5N1 tới là cứ cho lưu qua rồi. Rồi sau là thầu xây dựng. Thế những ai đi Lào cái thời mà 2005 đó là người ta biết, mọi người cứ hỏi là Dương mà chủ thầu lớn nhất người Việt Nam mà bây giờ làm bạn của Thái ở trên Bước Chân, ngày xưa sang bờ sang Bước Chân đang Lào khổ nào. Bố cho được 1 triệu bạc để hai anh em đi sang để lập nghiệp lý. Đi sang có tiền xe tiền cọ hết còn được 200.000. Đến các cái chỗ thợ xây là bắt đầu xin từng cái sâu sơn, với lại nữa về cắm cả hộ chiếu để lấy mấy trăm trứng vịt lộn rửa bán. Thời đó khổ. Nhà anh là thời đó bố mẹ là làm ăn chăn nuôi là bị sập, bị nợ ngân hàng. Bể nợ đó là bắt đầu nhà anh phải lên đường cày thôi. Bố nhà anh ngày xưa đánh bài bạc cũng mạnh, giờ đánh mạnh nhưng phải là ngày xưa. Ông đánh bể rồi cộng với cái năm đó là nuôi bố chăn nuôi mấy chục con bò này. Mọi người cứ hỏi dân nhà anh biết mấy mua 7-8 nghìn vịt đẻ này, bị hà long móng lở mồm xong rồi đến H5N1 rồi bệnh tai xanh, gọi là lợn gà rồi trâu chết sạch bể luôn, thì bắt buộc nhà anh là phải lên đường để mà làm ăn thôi. Chứ còn ngày xưa khi bố nữa làm nó, nhà anh ở trong xóm thì cũng là nữa, cũng phải làm có